Nơi đâu, ở cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 27 tháng 1, thì em xin hãy giới thiệu tiếp các một chiếc đồng của hãng Kenwood với model của nó là DP2080. Model này thì được sản xuất năm 1996. Nó sở hữu xe ngang của nó là 44 cm, chiều cao của nó là 9,3 cm và chiều sâu của nó 37,5 cm. Nó nặng là 4 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của hãng Sharp, dòng mắt đời mới, không cán đĩa, chuyển bài rất là nhanh và dễ thay thế. Giá cũng chỉ 250.000 thôi. Chip giải mã của chiếc này thì dùng con chip giải mã 1 bit cho chất âm sạch sẽ, chi tiết, giảm thiểu tiếng đồn tối đa. Đấy. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng ạ. Đây là có vết xe xước này. À, đây nữa. Cái cạnh này thì có nhăm nhăm một chút này. Cũng cơ bản mặt tiền là đẹp. Về phần là lắp lưng nữa. Lắp lưng thì nó có những cái vết xước mờ, những vết xước mờ. Đấy, không đáng kể. Ở model của nó là DP2080, điện 100V, công suất của nó là 10W, được sản xuất tại Malaysia, xuất cho thị trường Nhật, điện 100V sử dụng nên các bạn yên tâm đến lượng của nó. Series máy của nó là 60300155. Chiếc này chỉ có một đường Alux ra thôi nhé. Và đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc đồ này thì zin nguyên bản. Zin nguyên bản ạ. Mắt đọc đây, mắt đọc của hãng Sharp đây, trong máy đây. Đấy. Tụ đầu nguồn là tụ đầu của Lichicom. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc con này để cho các bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đồ này thì em bán với giá là 680.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho con nào chuyển đủ tiền. Con nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đầu thì đọc tốt, đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Nhưng không có nghĩa là phải đọc được những cái đĩa mà quá cũ, ố và mốc đó nhé. Các bác chơi CD thì bác lưu giúp em. Đấy. Bên em thì không khuyến khích và cũng không test những cái đĩa là cháy xước. Đấy. Bởi vì chúng ta chơi đầu CD thì bây giờ rẻ nhất thì cái đĩa sao chép bây giờ tầm 40 đến 50 nghìn một cái. Nên là các bác cố gắng chơi để cho yên tâm về cái chất lượng nghe nhạc nhé. Trong quá trình nhận hàng các bác test kiểm tra nếu như sản phẩm bên em bị lỗi thì các bác giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi là trả tiền 100% cho bác, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy tế của mình. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu như sản phẩm bị lỗi và không có thợ sửa. Tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Hãy mua hàng của bên em để bác yên tâm là như vậy nhé. Đấy. Và đây em test một cái CD sao chép đây để cho bác được thưởng thức. Đây là cái CD của ca sĩ Thanh Thu nhé, hải ngoại. Đã nhận đĩa, em chat 72. Thank you.
Mặt đọc cực tốt ạ. Hãy cơn mơ khi thức trắng đêm thâu.
trần thì vẫn qua bát ngát, mà đời trần thì vẫn hay qua mong. Hay một đời người chỉ toàn ôm chắc chờ mà. Rồi em xin phép vào được từng video tại đây. Thì trước lúc này em bán với giá là 680.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho là chuyển đổi tiền. Bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 223 269 em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào ở gần nhà em thì qua chọn lựa mua sản phẩm. Bác nào ở tỉnh xa liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.